Dự báo thời tiết 4 tháng 8, nguy cơ sạt lở, lũ quét vùng núi phía Bắc. Theo bản tin dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21 đến 23 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ, nên ngày và đêm hôm qua 3 tháng 8, ở Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Một số nơi có mưa rất to, lượng mưa tính đến 1 giờ ngày 4 tháng 8 như Sìn Hồ, Lai Châu 78mm, Tam Đường, Lai Châu 70mm, Mường Lay, Điện Biên 69mm, Trùng Khánh, Cao Bằng 76mm, Thất Khê, Lạng Sơn 53mm, Bắc Ninh 64mm, Hà Nam 63mm. Hiện nay 4 tháng 8, rãnh áp thấp có trục vào khoảng 21 đến 23 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ phát triển mạnh, nên từ nay đến ngày 5 tháng 8, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhiều nơi, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa đến mưa to, riêng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai có khả năng mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, cấp 1, riêng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai cấp 2. Thời tiết khu vực Hà Nội, từ nay đến ngày 5 tháng 8, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong khi Bắc Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục đón những ngày mát mẻ, có mưa dông, với nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ ở mức 30 đến 31 độ, thì khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Thuận, ngày nắng nóng, nhiệt độ có nơi lên tới 36 đến 37 độ. Tại Lai Châu hôm qua, do mưa lớn kéo dài, đã khiến đất đá sạt lở nghiêm trọng ở bản Xin Trải, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ. Vụ sạt lở cuốn trôi hai ngôi nhà của người dân, khiến một người chết và bốn người bị thương nặng. Trong hôm nay, do mưa lớn đầu nguồn, nên mực nước thượng lưu sông Lô tại Hà Giang có khả năng tăng đột biến. Từ nay đến ngày 6 tháng 8, trên thượng lưu sông Đà, sông Thao sẽ xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao và sông Lô có khả năng lên mức báo động 1, báo động 2. Thời tiết nguy hiểm trên biển, tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển. Hiện nay 4 tháng 8, rãnh áp thấp có trục vào khoảng 21 đến 23 độ vĩ Bắc, gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh. Dự báo, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên trong ngày và đêm nay 4 tháng 8, ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 1. Dự báo thời tiết cho các khu vực trong cả nước, ngày và đêm 4 tháng 8 năm 2018. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, có mưa rất to, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-99%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, riêng vùng núi và trung du, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, 3, độ ẩm 50-92%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, khu vực Đà Nẵng đến Phú Yên, có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
gió tây nam cấp 2, 3, độ ẩm 55-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ C. Tây Nguyên, ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-97%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C. Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-96%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C. Hà Nội, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có dông. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh, độ ẩm 65-97%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.